Năm 2019, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam lọt vào top 8 đội đạt kết quả tốt nhất sau giai đoạn 1, xếp chung cuộc thứ 7 trên 21 đội thi, giành giải 3 bài bắn tỉa trong hành tiến và có cá nhân xếp thứ 8 trên 84 xạ thủ. Đó là động lực cũng là thách thức mà đội tuyển quyết tâm giành kết quả tốt hơn nữa tại Army Game 2020. Cuộc thi danh giới xạ thủ năm nay được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi cá nhân gồm 9 bài bắn, xác định xạ thủ xuất sắc nhất. Giai đoạn 2 cặp xạ thủ gồm 7 bài bắn, xác định cặp xạ thủ xuất sắc nhất. Giai đoạn 3 thi đồng đội gồm 6 bài bắn, xác định đội bắn tỉa phối hợp ăn ý nhất. Giai đoạn 4 ai nhanh hơn thi bắn tỉa hành tiến, xác định đội tuyển bắn tỉa nhanh nhất. Qua mỗi kỳ Army Game, các bài thi ở nội dung danh giới xạ thủ đều tăng độ khó, đòi hỏi xạ thủ phải hành động nhanh hơn, nền tảng thể lực tốt hơn. Năm nay, cuộc thi có số lượng bài bắn nhiều hơn, 23 bài, cự ly xa hơn, mục tiêu nhiều và đa dạng. Có những bài bắn phải cơ động từ 300m đến 1000m, sử dụng nhiều loại súng như súng bắn tỉa SVD, súng tiểu liên AK, súng ngắn K59, bắn ở các tư thế khác nhau, vị trí khác nhau, đòi hỏi xạ thủ phải có bản lĩnh vững, nắm chắc kỹ năng sử dụng súng, thành thạo trong từng thao tác, có nền tảng thể lực tốt và đặc biệt phải phối hợp thật ăn ý. Theo kết quả bốc thăm, 6 đội thi đấu tính điểm gồm Việt Nam, Liên bang Nga, Armenia, Tajikistan, Serbia và Belarus. Các đội thi đấu giai đoạn 1 chọn 4 đội vào nhóm A1 xuất sắc nhất, 2 đội còn lại vào nhóm A2. Đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên với 3 nội dung: bắn phân loại bài 1, bắn xếp hạng bài 2 và tuyên bố bản thân bài 3. Ở bài 1, đội Việt Nam đạt 2.663 điểm. Bài 2, đội đạt 286 điểm, đứng thứ 3 trên 7 đội. Ở bài 1, gương mặt nổi trội của đội Việt Nam là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Chiến đạt 224 điểm. Ở bài 2, Đại úy Phan Chu Trinh xuất sắc đạt 89 trên 100 điểm, đứng thứ 3 trong tổng số 20 xạ thủ. Bước vào bài bắn thứ 3, đội Việt Nam bằng điểm đội Nga nhưng nhiều hơn về thời gian nên đứng thứ 4 trên 7 đội. Ở bài 9, bắn ở tư thế không thuận lợi, đội Việt Nam đạt 60 trên 120 điểm, xếp thứ 4. Kết thúc giai đoạn 1, đội Việt Nam đứng ở nhóm giữa, xếp sau nước chủ nhà Belarus, Uzbekistan và Nga. Đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 2 với vị trí nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất để tiếp tục thi đấu giai đoạn 3 và 4. Đối với những khó khăn mà đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hội thao quân sự Army Game 2020 thì đó nhất đó là về điều kiện ăn ở và thời tiết ở bên Belarus có tương đối khác xa so với Việt Nam. Điểm thứ hai đó là về quá trình thực hành các nội dung thì thao trường huấn luyện thi đấu thì tương đối khác xa và quá trình thực hiện các nội dung thì phải thực hiện trên nhiều thao trường khác nhau, toàn thể đội tuyển có một chút xa lạ. Thứ ba là về quy chế của quá trình thi đấu thì sang bên nước bạn có sự thay đổi so với quá trình luyện tập ở tại Việt Nam. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành 7 bài bắn, tìm và diệt, truy bắt, tìm bia của mình, ra quyết định, bắn cùng đồng đội, hiệp đồng tác chiến, rút lui của giai đoạn 2 cặp xạ thủ. Ở bài ra quyết định, cặp xạ thủ Phan Chu Trinh, Nguyễn Đình Hòa và cặp xạ thủ Vũ Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Chiến đã tiêu diệt được 12 trên 12 mục tiêu ở cự ly từ 300 đến 600m và tiêu diệt thêm 3 mục tiêu bia thưởng, đạt 150 điểm, xếp thứ 3 trên 7 đội sau nước chủ nhà Belarus và Nga. Bài tìm và diệt, hai cặp xạ thủ cũng đã hoàn thành tiêu diệt 4 trên 4 mục tiêu, đạt 40 điểm, bằng điểm với đội Belarus và hơn đội Nga 10 điểm. Kết quả sau 16 bài bắn của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đội Việt Nam xếp thứ 4 trong nhóm A1 sau các đội Belarus, Uzbekistan và Nga, giành quyền đi tiếp vào giai đoạn 3. Đội tuyển bắn tỉa luôn chủ động làm tốt mọi công tác phòng dịch, vận động viên tích cực tự giác luyện tập, thường xuyên có các phương pháp luyện tập khác nhau mà ban huấn luyện đưa ra, chủ động vững vàng về tâm lý cũng như bản lĩnh về thi đấu. Ngay ở bài thi đầu tiên bắn con mồi của giai đoạn 3, đội Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn, xuất sắc giành 30 trên 40 điểm trong 112,32 giây. Kết quả này đưa đội Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2. Tiếp nối phong độ cao ở bài thi đi săn, đội Việt Nam xuất sắc lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu, đạt điểm tuyệt đối 50 trên 50 trong 20,11 giây, qua đó nâng thành tích chung giai đoạn 3 của đội lên vị trí thứ 2. Ở bài bắn tỉa hành tiến, bài thi duy nhất của giai đoạn 4 ai nhanh hơn, các xạ thủ Quân đội Nhân dân Việt Nam bắn trúng 33 trên 36 bia, nhiều nhất trong số các đội dự thi. Tuy nhiên,
do tốc độ di chuyển không bằng các đối thủ nên đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3. Đội bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành có mặt xuất sắc nhiệm vụ tham gia hội thao qua 4 giai đoạn cuộc thi. Thông qua hội thao là cơ sở để tổ chức huấn luyện cho lực lượng bắn tỉa ở trong nước để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng bắn tỉa. Thành tích của cá nhân và tập thể đạt được, đây là kinh nghiệm quý để tổ chức huấn luyện những năm tiếp theo. Tại lễ bế mạc cuộc thi danh giới xạ thủ Army Game 2020, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được trao 2 huy chương. Huy chương bạc ở bài thi đội phối hợp ăn ý ở giai đoạn 3 thi đồng đội, huy chương đồng ở bài thi đội nhanh nhất giai đoạn 4 ai nhanh hơn. Chung cuộc, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 4 trên 7 đội tuyển tham gia. Với trình độ, sự tự tin, tinh thần thi đấu cao nhất, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nỗ lực hết mình, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại Army Game 2020, thể hiện bản lĩnh, sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.